xong nhà hoàng gia nó gây chuyện chứng sau đây. Thì đó ở tại miền đồng bằng phía đông đó là Hốc La Đích Cô Bàn Tài, đó là hốc truyền bệnh chi cô bệnh gia. Thì đầu tiên á, cái tay á, nướng lúc người ta có cảm giác nhìn vào cái chỗ đốt giống như mũi vậy, trong cảm giác giống như trong chích. Trong chích thì số lượng đốt này tùy theo cái số lượng mà cái ố đường luôn nó xâm nhập vào. Rồi ngày sau thì nó ngứa nó phù khoảng 2 giờ. Sau đó 1-3 ngày sau nó thành cái sỏi đỏ lên. Và không điều trị gì thì vẫn tuần sau thì nó mất. Cho nên ở trong con người ta bị cái này nó chẳng điều trị gì. Thế nên ngứa của nó được hết cho nên không có điều trị. Và cái điều trị cũng chẳng có thuốc gì điều trị được. Chủ yếu nếu ngứa thì mình tiên sáng hết trong những cái con này. Thứ hai là ngứa quá cải diễn trùng thì điều trị kháng sinh. Dự phòng thì đau khô thì ta khuyên là khi cái loại bệnh sát con nấu cùng lông này nấu cùng lông nấu cùng vui cho hai này, đặc biệt là khi da người ta nó dính vào bên da người, nhưng mà khi mà da nó còn khô rồi á, nó phải tìm nơi nào có nước thì lúc đó nó mới xâm nhập vào da. Cho nên là khi mà vừa bước cái nước da còn bước lấy rồi đau khô thì lúc đó lao luôn cái ống trùng đi, chúng ta cũng có không gì. Cái hai bọn vui và mấy khá bọn sát cái lòng này là xuống bên da để khi chúng ta đi làm những người làm vụ hoặc là những đứa như vậy. Rồi trong chúng ta nghĩ rồi.